Xin chào cả nhà nha. Hôm nay em múc băng gà luộc đấy nha cả nhà. Em mời cả nhà ăn cùng em nha. Mới tiêu chay. Hôm nay con gà này nó đang đẻ cả nhà. Trứng quá trời luôn. Chấm muối nhé. Quá ngon luôn á. Nhẹ nó ngon nhé. Trứng luôn. Nhưng mà ông chống chờ gì ta? Quên cái gì mà chờ chờ lo đó. Ra bảo ông có chờ, ông có chửi chửi đó luôn. Cả nhà, video của em đến đây kết thúc rồi. Em cảm ơn cả nhà theo dõi video của em nha. Mọi người yêu quý em thì cho em một like, một chia sẻ và đăng ký kênh nha cả nhà nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Bye bye.